Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đã quay trở lại rồi đây. Thì ngày hôm nay mình quyết định là sẽ làm một chiếc video mà mình định làm khá là lâu rồi ấy, thế nhưng mà mình không có thời gian để làm cũng như là không hiểu tại sao mình chưa làm. Thì ngày hôm nay thì mình quyết định là sẽ làm cái video này. Ngày hôm nay mình sẽ làm chiếc video review tất cả những cuốn sách của bác Nguyễn Nhật Ánh mà mình đã đọc. Và một cái điểm đặc biệt đó là mình sẽ review theo thời gian. Không phải là thời gian mình đọc đâu, mà là thời gian mà bác viết ra những cái cuốn sách đó ấy. Thì đây, để mình show cho mọi người cái phần tiếp theo. Mình đã chuẩn bị một cái bảng bao gồm những năm mà bác viết các cuốn sách. Thì không biết là mọi người nhìn vào các năm thì mọi người có thể đoán ra là mình đã đọc cuốn sách nào không? Chắc là không đoán được đâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem là mình đã đọc những cuốn sách nào của bác Ánh nhé. Và có thể là qua video này thì mọi người cũng sẽ biết luôn là cuốn sách đó được viết vào năm nào. Trong một cái video trước đây mình đã từng nói qua, review qua về bác Nguyễn Nhật Ánh ấy, về sách của bác Nguyễn Nhật Ánh mà mình đã đọc ấy, thì mình cũng đã nói là sách của bác thì sẽ chia làm hai giai đoạn. Một cái giai đoạn là cũ, tức là trước năm 2010 đúng không? Và một cái giai đoạn là mới, những cái tác phẩm mà bác mới viết là vào từ năm 2010 trở đi ấy. Thì mình sẽ thích những cái tác phẩm ở giai đoạn cũ của bác hơn. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho mọi người xem là những tác phẩm nào mình đã đọc của bác. Mình sẽ review nhanh về cái cuốn sách đấy, và có thể là sẽ có một vài cuốn sách mà mình không nhớ nhiều ấy, thì mình sẽ nói qua thật nhanh thôi nhé. Ngày hôm nay thì cái âm thanh của video này có thể là sẽ không được xuất sắc bởi vì là mình lại đang quay ở chỗ làm việc và vẫn là cái ngày hôm trước mình quay thôi. Đây là một cái căn phòng mà nó hơi bị vang một chút xíu và thỉnh thoảng còn có tạp âm ở ngoài vào nữa, nên là nếu mọi người có cái trải nghiệm khi mà nghe mình nói không được xuất sắc lắm thì mình rất là xin lỗi mọi người và mọi người thông cảm cho mình nhé. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào năm đầu tiên là năm 1987. Năm 1987 thì bác đã viết ra cuốn sách Bàn Có Năm Chỗ Ngồi, và đây là một cuốn sách mà gần đây mình đã đọc lại. Tức là ở trong cái đợt mà mình đọc nhiều sách dày quá và mình bị slump ấy, thì mình quyết định là sẽ đọc lại cuốn sách Bàn Có Năm Chỗ Ngồi của bác Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách này sẽ nói về cái cuộc sống học đường của năm cô cậu học sinh mà cùng ngồi trên một cái bàn ấy. Mọi người nhìn vào cái bìa màu vàng, mọi người có thể thấy, và cái bìa màu hồng cũng thế, là năm cô cậu này ngồi trên một cái bàn đúng không? Có bốn trai và một gái. Thì cái cuốn sách này nó đơn giản lắm, nó sẽ chỉ nói về cái việc học tập của những bạn này và cái việc mà họ đã giúp đỡ nhau học tập như thế nào thôi. Những cái câu chuyện này có thể là các bạn đã gặp rất là nhiều ở khi các bạn học tiểu học hoặc là học trung học rồi. Ở trong cuốn sách này thì mọi người có thể là sẽ tìm thấy tuổi thơ của mình, bởi vì là nó sẽ nói về những cái rất là quen thuộc và ở trường lớp nào cũng có, ví dụ như là đôi bạn cùng tiến này, rồi thi đua này, các phong trào thi đua trồng cây này, rồi thi đua theo tổ này, trừ điểm các thứ. Nói chung là đọc cái cuốn sách này nó rất rất là đáng yêu luôn ấy, và mình luôn luôn chọn cái cuốn sách này làm cái cuốn sách mà mình sẽ đọc đi đọc lại trong cái cuộc đời của mình. Khi mỗi khi mà mình cảm thấy buồn hoặc là mỗi khi mình cảm thấy là không có hứng để đọc cái gì cả thì có lẽ là mình sẽ quay lại để đọc cuốn sách này. Thế nhưng mọi người thấy là mình có chuẩn bị hai cái bìa của cuốn Bàn Có Năm Chỗ Ngồi ở đây đúng không? Mình rất rất là thích cái bản bìa vàng của các cuốn sách của bác Ánh ấy. Thế nên là các bạn sẽ nhìn thấy những cái bìa khác nhau của những cuốn sách mà mình đọc trong cái PowerPoint, trong cái màn hình ngày hôm nay đấy. Ok, vậy thì đấy là cuốn sách Bàn Có Năm Chỗ Ngồi. Cuốn này là kể về những bạn học sinh cấp 2 nhé, rất là đáng yêu, dễ thương. Mọi người có thể đọc lại để tìm thấy tuổi thơ của mình. Năm tiếp theo là năm 1988, thì chúng ta hãy cùng xem là vào năm này thì mình đã đọc cuốn sách nào của bác Ánh nha. Ôi, sách bác Ánh cũ thế này cơ. 1987 là 10 năm trước khi mình ra đời đấy. Năm 1988 thì đó chính là cuốn sách Còn Chút Gì Để Nhớ của bác Ánh, và mọi người có thể thấy là cuốn sách này đã được tái bản rất rất là nhiều lần rồi. Nó có rất là nhiều bìa. Mình rất là thích sưu tầm các bìa sách của một cuốn sách mà mình thích ấy. Như cuốn Mắt Biếc ấy, mọi người biết là mình sưu tầm Mắt Biếc đúng không? Đó, thì cuốn Còn Chút Gì Để Nhớ này nó cũng có rất là nhiều bìa như thế này. Thì cuốn sách này kể về sao tự nhiên mình lại không nhớ gì về cuốn sách này vậy nhỉ? Mình đọc cuốn sách này khá lâu rồi, từ hồi mình học cấp 3. Và cuốn sách này được đánh giá rất là cao trong tất cả các cuốn sách mà bác Ánh viết. Thường là mọi người sẽ có ấn tượng với cuốn này hoặc là Mắt Biếc trong tuyển tập các cuốn sách của bác Ánh. Thế nhưng mà rất xin lỗi mọi người là sao tự nhiên hôm nay mình lại không nhớ gì về cuốn này vậy ta? Chỉ nhớ là anh nhân vật chính tên là Trương, và có hai nhân vật nữ, một bạn tên là Quỳnh, một bạn tên là Trâm.
Thì cái cuốn sách này sẽ kể về thời chiến tranh ấy, và cái câu chuyện tình yêu của anh Trương này với cô gái tên là Quỳnh đó. Ôi hôm nào mình phải đọc lại cái quyển này thôi, mình tự nhiên mình không nhớ gì cả. Nhưng mà quyển này được rất là nhiều người đánh giá cao. Nếu mà các bạn chưa đọc cuốn sách này của bác Ánh thì mọi người có thể đọc thử nhé. Bởi vì là cuốn sách này cũng đã lấy đi nước mắt của rất rất là nhiều người. Mình thì xin lỗi, mình không nhớ cuốn sách này nhiều chi tiết về cuốn sách này cho lắm. Mình chỉ nhớ là nó đề cập về chiến tranh và tình yêu trong chiến tranh thôi. Và có một đoạn rất rất là đáng tiếc, kiểu là cuộc sống đang yên bình xong rồi tự nhiên mọi người phải chia cách nhau vì chiến tranh ấy. Nên là mình rất là buồn khi mà cái chi tiết đấy xảy ra luôn, thật sự. Tiếp theo nhá, xin lỗi mọi người về cái cuốn sách đó mình không nhớ nhiều lắm. Tiếp theo năm 1989, năm này là chị gái mình ra đời nè. Thì vào năm này bác mình đã đọc hai cuốn sách mà bác viết trong cái thời gian này. Đó là cuốn Cô gái đến từ hôm qua và cuốn sách có tên là Chú bé rắc rối. Thì Cô gái đến từ hôm qua thì đã có phim rồi đấy, mọi người có thể là đã nghe đến phim rồi. Phim có Ngô Kiến Huy với cả Miu Lê đóng ấy. Thì nói về, tức là cái cuốn Cô gái đến từ hôm qua này nó sẽ kể hai cái luồng câu chuyện song song. Một là cái câu chuyện khi mà cái thằng nhóc của nó còn nhỏ, thằng nhóc tên là gì tự nhiên quên sứ mất tên. Và cô gái, cô bé tên là Tiểu Ly mới chuyển đến gần nhà anh ý. Và cái luồng thứ hai là cũng là cái cậu con trai đó nhưng mà đã học cấp 3 rồi và có cảm tình với một cô gái tên là gì nhở, sao mình cứ nhớ được tên này lại quên tên kia thế nhở. Và cái kết thì cũng khá là đẹp đẽ. Nói chung đây là một cuốn sách mà mình đọc và mình cũng nhớ luôn, nhớ nó luôn ấy. Từ lúc mà mình đọc đến giờ là mình chưa đọc lại đâu. Mình đọc cuốn sách này cùng thời điểm với quyển Còn chút gì để nhớ luôn ấy. Thế nhưng mà mình lại nhớ cuốn sách này hơn là cuốn Còn chút gì để nhớ kia. Không hiểu sao. Phim thì mình cũng không ấn tượng lắm về bộ phim. Mình chỉ thích cái bộ phim đấy trong những phân cảnh của mấy đứa nhỏ thôi. Còn mấy bạn lớn thì mình cũng không ấn tượng lắm. Cuốn tiếp theo là cuốn Chú bé rắc rối. Thì cuốn Chú bé rắc rối này cũng nói về cuộc sống học đường của hai cậu học sinh học cấp 2, cụ thể là học lớp 7. Có một bạn tên là Nghi và bạn tên là An. Thì cái bạn tên là An này là một cái bạn mà kiểu học rất là tệ. Thì xong rồi lúc nào bạn ấy cũng mơ ước là bạn ấy không cần học giỏi, không cần phải làm, không cần phải cố gắng học. Thế nhưng mà bạn ấy vẫn kiếm được nhiều tiền giống như ông anh của bạn ấy. Thế nhưng mà cuối cùng thì mọi việc thì lại không như bạn ấy nghĩ. Và cái quyển này nó có cả twist nữa. Cuốn sách này thì cũng rất là dễ đọc thôi và nó khá là phù hợp với các bạn nhỏ. Thì các bạn nhỏ cũng có thể đọc cái quyển này. Thì đấy là quyển Chú bé rắc rối. Cả hai cuốn này thì mình đều không đánh giá quá là cao. Chú bé rắc rối thì khá là dễ đọc. Cô gái đến từ hôm qua cũng dễ đọc. Thế nhưng mà để mình gọi là ấn tượng và ghi nhớ hoặc là khen ngợi thì cũng chưa đến mức là khen ngợi hai cuốn sách này. Chúng ta sẽ đến với năm tiếp theo nhé, năm 1990. Chúng ta đến với năm 1990 và cách năm mình ra đời tận 7 năm lận. Ở trong giai đoạn này của bác thì mình đọc tận 4 cuốn lận, 4 cuốn sách. Một là Thiên thần nhỏ của tôi. Thiên thần nhỏ của tôi thì mình mới đọc năm ngoái, tức là năm 2020. Cuốn sách này có rất là mỏng luôn mọi người, chỉ có 130 mấy trang thôi ấy. Thế nhưng mà cuốn sách này mình đã rate nó là 2 sao bởi vì là nó không nổi bật ấy, nó không có gì ấn tượng đối với mình ấy. Mình thấy mọi người khen cái quyển này nhiều lắm luôn ấy. Thế nhưng mà riêng cá nhân mình thì mình không thấy ấn tượng với quyển này lắm. Nói về một cậu bé mới chuyển nhà đến cái chỗ này và có một người bạn cùng chơi với cậu ở trong khu vườn. Thế sau đấy thì một vài sự thật đau lòng đã lộ ra và cái kết nó sẽ ở đấy luôn. Tức là cái kết nó không rõ ràng ấy mọi người. Thì mình không thích cái cuốn sách này lắm. Ok, tiếp theo là quyển Phòng trọ ba người. Phòng trọ ba người là một trong những cuốn sách đầu tiên mà mình đọc của bác Ánh. Mình đã đọc từ năm mình học lớp 6 hay lớp 7 gì đấy. Nói chung là cấp 2. Những cái ngày mà mình vẫn phải đi mua sách lậu để đọc ấy. Tức là hồi đó thì mình không nhận thức được là sách như thế nào là sách lậu và như thế nào là sách thật. Thế nên là mình đã mua nhầm phải những cuốn sách giả về để đọc. Mặc dù là sách giả thế nhưng mà nội dung thì nó vẫn giống nhau ấy. Thế nên là mình cũng đọc đi đọc lại cái quyển Phòng trọ ba người này rất rất là nhiều lần. Hồi đó là vẫn là cái bìa vàng á. Thì cái quyển Phòng trọ ba người nói về những cậu học đại học rồi, sinh viên đại học rồi. Và nói về chủ yếu là chuyện tình yêu của ba cậu này và cái cuộc sống đại học của ba cậu ấy ở trong cái căn phòng trọ đó. Đại loại là có ba bạn đúng không nhỉ? Ba bạn, một bạn tên là Mẫn này, một bạn tên là Huy à? Chứ rồi mình cũng không nhớ tên, mình rất là tệ trong khoản nhớ tên các nhân vật.
Thì ba cậu này có hai bạn rất là bình thường, còn một bạn tên là Mẫn thì bạn ấy có một cái tật ở chân ấy, nên là bạn ấy đi kiểu bị cá nhắc ấy. Thế nên là bạn ấy rất là tự ti về cái ngoại hình của mình. Khi mà nghe được ba cái hai cái bạn còn lại suốt ngày kể về chuyện yêu đương của mình ấy, thì bạn Mẫn này bạn cũng cố gắng tự tạo ra cho mình một cái mối tình để có cái để kể với mọi người. Và bạn ấy lại không ngờ là cái câu chuyện tình đó, cái câu chuyện tình giả đó lại mang đến cái sự đau lòng với rất là nhiều người ấy. Đấy, thì cái câu chuyện của phòng trọ ba người nó chỉ như vậy thôi. Nhiều bạn thì sẽ thấy nó xàm ấy, nhưng mà bởi vì là mình đã đọc nó từ những ngày đầu rồi ấy, thế nên là mình cảm thấy khá là ấn tượng với cái cuốn sách này. Thật ra thì nó cũng là một cái sự thiên vị đấy, bởi vì là nội dung của nó thì cũng không có cái gì là quá là hay ho. Thế nhưng mà bởi vì mình đã đọc nó từ sớm rồi, thế nên là mình thích nó. Tiếp theo, trời ơi, tình yêu của đời mình, mất biếc. Cuốn sách này mình còn phải review gì về nó nữa không nhỉ? Mình đã sưu tầm tầm 5-6 cuốn bìa sách mắt biếc khác nhau rồi, bởi vì là mình quá thích mắt biếc. Trời ạ. Mình mặc dù là cái câu chuyện của nó mình không được thích lắm, mình không thích câu chuyện, mình không thích nhân vật lắm, nhưng mình lại rất rất là thích khu làng Đo Đo ở trong cái câu chuyện này, và những cái mảnh ký ức tươi đẹp của Ngạn với Hà Lan ở với nhau, cùng với nhau ở khu làng Đo Đo đó, thật sự nó vô cùng đẹp luôn. Và khi mà mình gấp cuốn sách Mắt Biếc này lại thì mình rất là muốn là đọc lại một lần nữa để được gặp lại khu làng đấy một lần nữa, để những cái mảnh ký ức tươi đẹp đấy lại quay trở lại và mọi người lại sống trong cái không gian đó một lần nữa. Thực sự là cái quyển Mắt Biếc này mình rất rất là yêu những khoảnh khắc ở làng Đo Đo luôn. Cái câu chuyện càng về sau thì nó càng đau lòng, mọi người biết hết cái câu chuyện Mắt Biếc này rồi đúng không? Thế nhưng mà thật sự là cái phần những mảnh ký ức ở Đo Đo quá đẹp, nên là mình phải, khi mà mình đọc cái cuốn sách này ấy, thì mình cũng buồn nhưng mà mình không thể khóc được, mình không hiểu sao ấy, mình không thể khóc được khi mà mình đọc Mắt Biếc. Nhưng mà nó buồn kinh khủng, nó buồn kiểu buồn dai dẳng, buồn mất mấy ngày, buồn không muốn làm cái gì nữa luôn ấy. Mình đọc cuốn Mắt Biếc này là hồi mình học lớp 8 đúng không nhỉ? Lớp 8 hay lớp 7 gì đấy. Lúc đấy thì mình làm gì mà biết yêu đương là cái gì, mà mình làm gì biết nỗi buồn khi đọc một cuốn sách là gì đâu đúng không? Đặc biệt là mình lại không thể khóc được vì những cái chi tiết ở trong này, thế nhưng mà nó buồn dã man. Mình đọc xong mình ngồi thần ra, mình không biết làm cái gì nữa, không muốn làm cái gì nữa luôn. Tiếp theo là cuốn Thằng Quỷ Nhỏ, thì gần đây mình cũng mới đọc lại Thằng Quỷ Nhỏ cùng với cái cuốn Bàn Có 5 Chỗ Ngồi ấy. Bởi vì là khi mà mình bị slump ấy thì mình sẽ có xu hướng tìm lại những cuốn sách mà mình đã từng đọc trước đây để đọc lại. Thì quyển Thằng Quỷ Nhỏ này thì mình đã review ở trong cái wrap up gần đây nhất của mình rồi, thì mọi người có thể quay lại đấy để xem nhé. Tiếp theo là năm 1991. Năm 1991 thì mình đọc hai cuốn của bác, đó là Hoa Hồng Xứ Khác và Hạ Đỏ. Đầu tiên là quyển Hoa Hồng Xứ Khác. Hoa Hồng Xứ Khác thì cùng với một cuốn mà lát nữa mình sẽ giới thiệu sau, là mình đã đọc từ, đây là một trong hai cái quyển đầu tiên mà mình đọc của bác Ánh. Và mình đọc quyển này từ năm mình học lớp 4 luôn. Hoa Hồng Xứ Khác, mình rất rất là ấn tượng với Hoa Hồng Xứ Khác và cái cuốn lát nữa mình sẽ giới thiệu. Cái quyển này thật ra thì nó cũng nhảm nhí, nó nói về tình yêu của những bạn học cấp 3. Thế nhưng mà không hiểu sao ngày xưa mình đọc mình thấy nó hay kinh khủng và nó ấn tượng kinh khủng luôn ấy. Một bạn nam tên là Khoa, bạn ý ở quê lên thành phố để học, bạn ở trọ cùng với những người bạn khác của bạn ý ấy. Và bạn ý có một đặc điểm là bạn ý rất là anti con gái, bạn ý rất là dị ứng những bạn gái, bởi vì ngày xưa bạn ý đã bị các bạn gái lừa ấy, lừa gạt ấy cho một vố ấy, thế nên là bạn ý rất rất là ghét bọn con gái ấy, kiểu như thế. Thế nhưng mà sau đấy thì bạn ấy lại có cảm tình với một bạn mới chuyển đến, và đặc điểm của cái bạn mới chuyển đến đấy là được rất là nhiều người thích, tức là ai cũng thích cái bạn đấy. Thì cái câu chuyện sau đấy là cái câu chuyện mà bạn này, bạn ý tán tỉnh bạn nữ đấy như thế nào, thì cuối cùng thì có đến được với nhau không, thì mọi người thử đọc cuốn Hoa Hồng Xứ Khác thử xem. Hoa Hồng Xứ Khác thì mình đọc từ những cái ngày mà mình không có sách để đọc, thế nên là mình đọc đi đọc lại nó rất rất là nhiều. Ngày xưa thì nó được tách ra làm hai quyển ấy, mọi người có biết cái bạn đấy không nhỉ? Tức là một cuốn sách của bác Anh nó sẽ được tách ra làm hai hoặc là ba tập. Ngày đó thì mình đọc được tập 1, nó đến một nửa là nó dừng lại. Mình không biết cái đoạn sau nó như thế nào ấy. Thì mãi đến khi mà mình lên cấp 2 mình mới mua được một quyển Hoa Hồng Xứ Khác đầy đủ tử tế thì mình đọc. Thì đến lúc đấy mình mới biết là cái câu chuyện nó diễn ra như thế nào. Nhưng mà mình rất rất là thích cái quyển này luôn. Mình đang nghĩ đến việc mình lại mua thêm một vài bản của quyển này, nhưng mà có nên mua không ta. Tiếp theo là Hạ Đỏ.
Hạ Đỏ cũng là một trong những cuốn sách mà nó rất là ngắn của bác. Thì nó nói về một cậu con trai về quê chơi với bà hay là gì ấy nhở. Nói chung là về quê chơi với gia đình và sau đấy là gặp gỡ chơi cùng với những đứa trẻ hàng xóm. Thì từ đó một vài câu chuyện tình yêu diễn ra, một vài câu chuyện cũng khá là đau lòng cũng diễn ra. Đó, thế thôi. Thì có thể thấy đó là motif khá là phổ biến ở trong sách của bác Ánh đúng không? Về quê chơi, gặp gỡ, yêu nhau. Đó, kiểu kiểu như thế. Và những câu chuyện đau lòng. Thì quyển Hạ Đỏ này cũng giống như quyển Còn Chút Gì Để Nhớ thì mình đã đọc xong và mình cũng quên luôn rồi. Mình hay bị nhầm cái nội dung của quyển này với những cái quyển khác ấy. Kiểu như thế. Nên là mình cũng không quá là ấn tượng với quyển Hạ Đỏ này. Có thể là lúc nào đấy rảnh rỗi mình sẽ đọc lại thử xem mà nó nói về cái gì. Mình quên là nó nói về cái gì luôn rồi ấy. Tất cả những cái mà mình vừa nói lúc nãy là mình cố gắng lắm mình mới nhớ ra ấy. Ok, tiếp theo là mình sẽ đến với năm 1993 nhá. Năm 1993 có sự kiện gì không ta? Không có sự kiện gì. Năm 1993 là năm chú Yoongi của mình ra đời đấy. Thì với năm này thì mình đọc hai cuốn mà bác viết, đó là Bồ Câu Không Đưa Thư và Những Chàng Trai Xấu Tính. Thì rất là buồn cho năm 1993 là bởi vì cả hai cuốn sách này mình đều không thích. Bồ Câu Không Đưa Thư thì nói về tình yêu, những câu chuyện kiểu trên lớp học ấy, của ba đứa học sinh cấp 3 là Xuyến, Cúc và Thục Hương. Đấy, ba cái bạn nữ đấy. Đọc xong thì quên hết tất cả mọi thứ, chỉ nhớ là ba đứa này là ba đứa ăn cả thế giới thôi. Kiểu mình không ấn tượng gì về cái quyển Bồ Câu Không Đưa Thư này luôn ấy. Nó không có cái chi tiết gì khiến cho mình cần phải nhớ nó cả. Tiếp theo là quyển Những Chàng Trai Xấu Tính thì nó lại còn tệ hơn cả cái quyển Bồ Câu Không Đưa Thư. Nó nói về hai cậu bạn hay đi bơi ở hồ bơi. Thì sau đấy là có những cái câu chuyện rất là kỳ lạ diễn ra. Và cái sự kỳ lạ đấy thì ai cũng đoán được, trừ hai cái thằng nhân vật chính mọi người ạ. Có nghĩa là những cái chi tiết đấy nó rất là rõ ràng, nó bày ra trước mắt rồi nhưng mà hai cái bạn ấy không nhận ra được ấy. Nên mình cảm thấy rất là hỏi chấm, kiểu ủa tại gì sao lại không nghĩ ra được cái tình huống đấy vậy hả trời. Và nó cũng không có gì quá là đặc sắc cả, thế nên là mình cũng không thích cái cuốn sách Những Chàng Trai Xấu Tính này. Yeah, thì đấy là hai cuốn mà mình đã đọc của bác viết năm 1993. Ôi mình bắt đầu nhịu rồi đấy. Tiếp theo là năm 1994 nhá. 1994 thì mình đọc một cuốn thôi, bác viết một cuốn, đó là Trại Hoa Vàng. Cuốn Trại Hoa Vàng này là một cuốn sách mà nó khá là ấn tượng đối với mình. Mình đọc cuốn này năm mình học đại học. Thì cuốn sách này là một trong những cuốn mà có happy ending đấy mọi người, tức là cái kết khá là vui vẻ ấy. Sách của bác Ánh thì kết hầu hết là không vui vẻ đúng không? Nhất là những cái cuốn sách mà nói về chuyện tình. Thì đây là một trong những cuốn sách hiếm hoi nói về tình yêu mà nó lại có cái kết thúc khá là có hậu với nhân vật chính. Còn những cái nhân vật phụ thì cũng không có hậu lắm đâu. Thì kể về một cậu bạn nam rất là thích trồng cây, trồng hoa các kiểu. Và cậu này thì có cảm tình với một bạn nữ nhà rất là giàu. Nhà bạn nam này thì không được giàu lắm. Và ba mẹ của bạn ấy thì còn khá là tiết kiệm nữa và khá là khó tính nữa. Thế nhưng mà sau đấy thì bạn ấy lại có cảm tình với bạn nữ mà nhà bán thuốc rất là giàu có ở trong cái vùng đấy. Và nếu mà mình nói là kết thúc có hậu rồi thì mọi người cũng biết là sau này thì hai bạn cũng vẫn đến được với nhau đúng không? Thế nhưng mà nó vẫn phảng phất có một nỗi buồn ở trong câu chuyện này. Thì nỗi buồn đấy là gì thì mọi người cứ đọc thử nhá. Ở đây mình có ba bìa của Trại Hoa Vàng. Ôi mình rất là thích cái bìa màu xanh này. Mình rất là thích cái bìa màu xanh này và cái bìa màu vàng. Còn cái bìa mới mà mới được xuất bản thì mình lại không thích cho lắm. Ok, tiếp theo. Năm 1995, chúng ta sắp đến với thực tại rồi mọi người ơi. Thì đây, năm 1995 bác đã viết Đi Qua Hoa Cúc. Và đây là cái cuốn sách cùng với Hoa Hồng Xứ Khác mình đã đọc từ năm mình học lớp 4, tức là hồi tiểu học đó. Hồi đó là mình mượn được hai cuốn sách. Một cuốn tập 1 của Hoa Hồng Xứ Khác và một cuốn tập 1 của Đi Qua Hoa Cúc của anh hàng xóm. Và hình như là đến giờ mình vẫn chưa trả thì phải, xin lỗi anh rất nhiều. Ok, thì cuốn Đi Qua Hoa Cúc này thì nó khá là buồn ấy. Mình cũng đã đọc nó từ hồi nhỏ rồi, thế nên là mình cảm thấy cái cuốn này nó cần phải đi với mình suốt cả cuộc đời luôn. Mình thấy rất là ấn tượng với nó. Mặc dù là nếu mà bây giờ mình mới đọc nó ấy, thì mình sẽ thấy là nó cũng bình thường thôi. Thế nhưng mà bởi vì là mình đã đọc nó lâu lắm rồi, thế nên là mình rất là thích nó. Cuốn sách này nói về một cậu bạn tên là Trường.
bạn này thì mình vẫn nhớ tên của bạn ấy là Trường. Thì bạn này là học sinh cấp 3, lớp 10 thì phải. Và bạn ý 16 tuổi ấy. Nhưng mà bạn ý lại có tình cảm với bạn của dì mình. Nó là dì thì nghe có vẻ to đúng không? Thế nhưng mà người dì này chỉ hơn Trường tầm 3-4 tuổi, 1-2 tuổi gì đấy thôi. Thì sau đấy thì hai người này sẽ như thế nào? Mọi người sẽ đọc đi qua hoa cúc và cuốn sách này nó rất là đau lòng luôn á. Những cái phân cảnh mà mình thích nhất là những cái phân cảnh ở cái phần mà bạn Trường này đi chơi với hai anh em nhà thằng tên là gì ạ? Trực à? Hai anh em nhà thằng Trực ấy. Ôi những cái cảnh đấy hay cực luôn ấy. Kiểu mình đọc mình rất là thích cái cảnh mà các bạn đi chơi với nhau xong rồi những cái mưu mẹo mà các bạn ấy bày ra ấy. Ôi cảm giác tuổi thơ dữ dội. Nhưng mà những cái phần đấy thì rất là vui, nhưng mà càng về sau thì câu chuyện sẽ càng buồn hơn. Thì mọi người sẽ thử đọc đi qua hoa cúc xem nào nhá. Ok, tiếp theo là năm 2001. Đến thế kỷ 21 rồi mọi người. Năm 2001 thì bác đã viết Ngôi Trường Mọi Khi và mình đã đọc cuốn sách này. Cuốn sách này là một trong những cuốn sách mà nói về học sinh cấp 3 mà mình thích nhất của bác Ánh luôn ấy. Nó nói về một nhóm bạn nữ chơi với nhau và có cả những cái bạn nam nữa, nhưng mà những bạn nam thì lại không được viết lên trên, không được vẽ lên trên bìa. Thì những cái câu chuyện nó rất là dễ thương và bởi vì là các bạn này vừa mới lên cấp 3, mới lên lớp 10 ấy. Thế nên là cái tâm hồn của các bạn ấy vẫn còn rất là ngây thơ trong sáng. Những cái câu chuyện ở trong cuốn sách này cũng rất là ngây thơ trong sáng và cũng rất là cuốn hút. Là nói về những bạn này đã chơi với nhau như thế nào này, rồi chuyện tình yêu đôi lứa này, rồi tình bạn nữa. Nói chung là thuần để kể những cái câu chuyện vui vẻ thôi. Nó cũng không có cái gì buồn và cũng không có cái gì quá lại éo le ở trong cuốn sách này cả. Nên là khi mà mình đọc nó thì cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Nên là mình rất là thích cuốn sách này, mình quyết định giữ lại nó. Mình không pass nó đi ấy. Ok. Tiếp là 2007 thì mình đã đọc cuốn sách Tôi Là Bê Tô của bác. Mình không ngờ là cuốn Tôi Là Bê Tô được viết muộn như vậy luôn ấy. Đây là những cái bìa mà mình có thể gom được của Tôi Là Bê Tô. Nó có một cái bản đặc biệt mà cái gì đây nhở, có minh họa của bản đặc biệt này, hình như là vẫn đang mở bán đấy mọi người. Những bạn nào fan của Tôi Là Bê Tô thì mua ngay nhá. Mình đọc quyển này cùng thời với mấy quyển mà Bàn Có Năm Chỗ Ngồi, à không phải, mình đọc quyển này cùng thời với Phòng Trọ Ba Người với cả Thằng Quỷ Nhỏ ngày xưa ấy. Thế nhưng mà không hiểu sao ngày đó mình lại không thấy ấn tượng gì về cái quyển Tôi Là Bê Tô này cả, đâm ra là đến giờ mình vẫn chưa đọc lại nó luôn. Tức là khi mà mình đọc nó, mình thấy cái câu chuyện nó rất là nhạt ấy. Có thể là khi mà mình đọc cái thời gian đó thì mình còn nhỏ quá, mình không hiểu gì về cái quyển Tôi Là Bê Tô này hết, thế nên là mình không hiểu cái gì. Có thể là mình sẽ đọc lại một ngày nào đấy để mình hiểu hơn về nội dung của cuốn Tôi Là Bê Tô này và về ý nghĩa của nó nữa. Thì nôm na là nói về một con chó tên là Bê Tô và bạn của nó. Đây là bạn của nó, là cái con chó màu trắng này này. Thì ơi, mình không nhớ gì nữa để mình nói cả. Mình chỉ biết khoe là mình đã đọc nó rồi và mình không hiểu gì. Có thể là mình sẽ đọc lại thôi. Ok, tiếp theo là năm 2018 nha. 2018 thì đây, một cuốn sách mà làm nên tên tuổi của bác Nguyễn Nhật Ánh. Đó là Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ. Thậm chí là nó đã được truyền cảm hứng để sáng tác được một bài hát của Linh Ly ấy. Bài hát đấy cũng khá là hay. Khi mà nghe thì đều cảm thấy rất là xúc động. Nhưng mà buồn thay, đấy là quyển này mình cũng lại không thích. Mình không thích cái cuốn sách này lắm. Thật ra thì mình không ấn tượng về cái cuốn sách Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ này lắm. Mình đã đọc nó vào năm mình học lớp 6. Mình vẫn nhớ như in là hồi đấy trường mình tổ chức cho đi chơi. Bởi vì là hồi đấy là mình ở tỉnh lẻ mà, thế nên là trường tổ chức cho học sinh, những bạn học sinh mà có thành tích tốt ấy, đi chơi ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và mình đã mua cuốn sách Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ này ở Văn Miếu Quốc Tử Giám về làm kỷ niệm. Thì sau đấy là mình, khi mà mình mua về rồi thì mình cũng hăm hở đọc. Nhưng mà đọc xong một hồi thì thấy nó cũng chả có cái gì hay ho. Kiểu là mình muốn nó sẽ là một câu chuyện ấy, nó sẽ là một câu chuyện có nội dung ấy. Thế nhưng mà cuối cùng thì nó lại chỉ đơn thuần nó như kiểu một cái cuốn hồi ký vui vui của bác Nguyễn Nhật Ánh, nói về tuổi thơ của bác thôi ấy. Thế nên là mình cũng không khá quá là ấn tượng một cuốn sách này, mình không hợp với nó lắm. Thì đây là một trong những cuốn sách mà đã được dịch sang tiếng Anh của bác. Bản tiếng Anh của nó là Give Me A Ticket To Childhood. Những bạn nào mà muốn rèn vốn tiếng Anh thì có thể đọc thử cái bản tiếng Anh nhá. Bản tiếng Anh thì có cả bản của nhà xuất bản trẻ, xuất bản này, và có cả bản của nhà xuất bản nào đó ở trên bìa, mọi người có thể xem nhá.
Đây là những cái bìa đặc trưng, và đặc trưng nhất là cái bìa màu vàng có khuôn mặt này, đúng không? Mình đã mua cái bản bìa màu vàng có khuôn mặt này ở Văn Miếu đấy. Nó cũng có phần 2 rồi, có tên là Cảm ơn người lớn. Nhưng mà quyển đấy, bởi vì là mình đã không thích phần 1 rồi, thế nên là mình cũng không chưa đọc phần 2 luôn. Thì để hôm nào mình đọc lại thử cái quyển Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ này xem như thế nào. Tiếp theo, 2009 thì đó là một cuốn sách có tên là Đảo Mộng Mơ. Ngày xưa mình đọc là mình đọc cái bản bìa hồng đầu tiên. Mình vẫn nhớ cái hoàn cảnh tại sao mình lại đọc nó. Bởi vì là ngày xưa khi mà mình xem cái MV của anh Đại Nhân với chị Thảo ấy. Nói chung là cái MV mà cái chị Thảo chị bị ung thư ấy, xong anh Đại Nhân thì anh ấy đưa chị ấy về một ngôi nhà trên bãi biển để chăm sóc ấy. Tự nhiên lại quên tên của cái quyển sách đấy. Cái bài hát đấy là MV Today I Miss You à? Thế là ở trong cái MV đấy là anh Đại Nhân anh ấy đọc cái cuốn sách Đảo Mộng Mơ này. Thế nên là mình cảm thấy tò mò, ủa cuốn sách xinh xắn mà ở trong MV thì mình cũng lôi ra mình mua và mình đọc thử xem sao. Thế nhưng mà mình lại thất vọng một lần nữa, bởi vì là cuốn sách Đảo Mộng Mơ này nó lại không hay như mình nghĩ. Nó nói về một thằng cu tên là Tí hay Tèo hay là gì nhở, Tủn à, không nhớ tên của mấy nhân vật này luôn. Và nhà nó mới xây nhà nên là có một đống cát ở đấy. Thì với cái trí tưởng tượng của bạn của thằng bé này và bạn bè của nó, thì mọi người đã, tất cả mọi những đứa nhóc đó đã gọi cái đống cát đấy là một hòn đảo, và chúng nó xây dựng đế chế của chúng nó ở trên cái hòn đảo đấy. Ôi, đọc thì rất là đáng yêu, rất là cute, nhưng mà mình lại không thích lắm. Mình không thích cái cuốn sách này lắm. Tuy nhiên là như mọi người thấy ở trên màn hình ấy, thì Đảo Mộng Mơ có một cái bản là luxury màu xanh biển, màu xanh đậm ấy, trông đẹp thế nhở. Ước gì mắt biếc cũng có cái bản như thế này thì mình sẽ mua liền. Nhưng mà Đảo Mộng Mơ thì mình không thích nên là mình sẽ không sưu tầm đâu. Ok, thì đấy là năm 2009. Tiếp theo là 2010, bắt đầu từ cái giai đoạn mà mình không thích sách của bác lắm đó. Thì cuốn sách đầu tiên đó là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Cuốn sách này thì tại sao mình lại đọc? Bởi vì là ngày xưa có cái phim ấy mọi người, phim Hoa Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh ấy, nó rất là nổi luôn ấy. Cái hồi đấy cái phim nó siêu siêu nổi. Và khi mà mình biết là cái cuốn tiểu thuyết gốc của nó là do bác Nguyễn Nhật Ánh viết, thì mình cũng đã đi đọc ngay trước khi đi xem phim để xem cái nội dung nó là gì. Thì nội dung nó nói về ba đứa trẻ, hai anh em và một cô nhóc ở nhà bên cạnh. Thì chúng đã có những cái mảnh ký ức không được tươi đẹp cho lắm. Hai anh em thì thằng anh rất là xấu tính và ích kỷ, còn cậu em thì lại vô cùng là vị tha và đáng yêu, kiểu như thế. Cô nhóc ở nhà bên cạnh thì khá là khó hiểu, tức là lúc thì cô ấy vui vẻ chơi với hai anh em nhà này, còn lúc thì cô ấy lại kiểu né đi ấy. Thế nên là mình cũng cảm thấy khá là khó chịu với ba cái đứa nhóc này, không hiểu là chúng nó tồn tại cái mối quan hệ như thế nào, có thân thiết hay không, mình cũng không biết nữa. Mình cũng đọc nó khá lâu rồi và mình cũng không nhớ nhiều về cái cuốn sách này. Mình chỉ nhớ đấy là mình không thích nó lắm, thế thôi. Tiếp theo là năm 2011. Thì năm 2011 mình đọc cuốn sách Lá Nằm Trong Lá. Hồi mình đọc là mình đọc cái bản bìa vàng một đầu tiên này. Đó, mình đã mua cuốn sách đấy về và mình đã đọc cuốn sách là Lá Nằm Trong Lá này. Thì nó nói về cái cuốn sách này nói về những cậu bạn học cấp 3 và chúng đã thành lập một cái câu lạc bộ văn chương, một câu lạc bộ nghệ thuật ấy, kiểu là làm văn làm thơ các thứ ấy. Và cái từ lá nằm trong lá này nằm trong một cái bài thơ mà một trong những thành viên sáng tác ra. Thì đấy, nó chỉ nói đơn thuần về những cậu bạn ấy chơi với nhau như thế nào thôi, và cuối cùng thì hoàn cảnh của từng cậu như thế nào, cũng có những cái nỗi buồn phảng phất ở trong này, nhưng mà hầu hết là những cái ký ức tươi đẹp thôi. Và cái cuốn sách này thì khi mà đọc nó thì mình không có cảm giác nuối tiếc cho lắm, bởi vì là nó khá là trọn vẹn rồi. Không được vui như kiểu cái quyển Ngôi Trường Mọi Khi, nhưng mà nó cũng không quá là ảm đạm. Tiếp theo là năm, từ đã mình đã không nhìn thấy, năm 2013. Cuốn sách mà mình đọc năm 2013 là cuốn Ngồi Khóc Trên Cây. Mình đã đọc cuốn sách này vào năm 2019, tức là tận 6 năm sau khi nó ra đời. Và mình cũng phải công nhận là cái cuốn sách Ngồi Khóc Trên Cây này là một trong những cái cuốn sách mà nó twist
twist nhất của bác Ánh luôn ấy. Nó twist lên twist xuống mà nó dập người đọc tơi tả luôn ấy, lật qua lật lại như bánh tráng vậy. Cái cuốn sách này nói về một cô nhóc tên là Rùa và một cậu con trai tên là gì nhỉ, Thi à, không nhớ lắm, tức là cái tên của cậu có chữ thờ nhưng mình không nhớ kỹ tên là gì. Cậu này cũng về quê và gặp được cái con rùa này, thì rùa ở trong cuốn sách này là một cô bé khá là dị hợm, tức là kiểu dị ấy, từ kiểu tóc, từ tính cách, tất cả mọi thứ của cô bé đều rất là dị nhưng mà lại được mọi người rất là yêu mến. Thì sau đấy là hai người có tình cảm với nhau và sau đấy là twist lên twist xuống một hồi. Cuốn sách này là một trong những quyển mình thấy nó khá là ảo ấy, tức là nó twist nhiều quá nên là khi mà nó đến với một cái kết cục đấy rồi ấy thì mình thấy nó khá là phi lý, kiểu như vậy. Mình không đánh giá cao cuốn Ngô Khóc Trên Cây thì lắm, mình đã cho nó 3 sao thì phải. Tiếp theo là năm 2016, là năm mới nhất, cái tác phẩm mới nhất của bác ra gần đây luôn á, thì mình đã đọc cuốn sách Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Cảnh báo spoiler, cuốn sách này được mệnh danh là phiên bản happy ending của Mắt Biếc đúng không? Mình cũng không biết nữa. Mình cũng không nhớ tên nhân vật đâu. Nói chung là cũng nói về một chuyện tình tay ba. Cậu này yêu cô này, nhưng mà cô này thì lại yêu cậu khác, và cậu khác kia thì lại hơi lồi lõm. Thế nên là cuối cùng thì cô này sẽ giải quyết câu chuyện như thế nào? Nó chỉ như vậy thôi. Thế nhưng mà khi mình nói là nó là phiên bản happy ending của Mắt Biếc thì chắc là mọi người cũng đoán được ra là kết cục như nào rồi. Mình xin lỗi với những bạn chưa đọc nhé, mình đã spoil mất cái đoạn này rồi. Xin lỗi rất nhiều. Đây là cuốn cuối cùng gần đây nhất mà mình đọc của bác. Gần đây nhất thì bác có cả cuốn Con Chim Xanh Biếc Bay Về nữa, nhưng mà mình cũng chưa đọc cuốn sách đấy. Và một cái giai đoạn cuối cùng, cuốn sách cuối cùng mà mình muốn đề cập với mọi người, nó được viết trong một khoảng thời gian dài luôn, đó là một giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2002. Đó chính là cuốn sách, bộ sách Kính Vạn Hoa. Trời ơi, tuổi thơ của rất rất là nhiều người, và trong đấy có cả mình nữa. Mình không bao giờ có thể quên được cái bộ phim Kính Vạn Hoa mà có Ngọc Trai với cả Anh Đào và Kim Long đóng đấy. Đến nay thì nó cũng đã được tái bản và xuất bản ra được rất rất là nhiều phiên bản rồi. Thế nhưng mà mình vẫn rất là thích cái phiên bản cái bìa tím này, cái bìa tím đầu tiên này. Mình muốn sưu tầm nó nhưng mà chắc là không thể đâu, bởi vì là nó quá nhiều ấy. Và sau đấy thì Nguyễn Nhật Ánh đã ra cái bản đặc biệt kỷ niệm này nè, Kính Vạn Hoa bìa cứng này. Cũng rất rất là đẹp, thế nhưng mà nó đắt quá, mình không mua được. Với cả là mua về thì cũng không có chỗ để, thế nên là mình đã không mua. Thì có thể là sau này mình sẽ mua những cái bộ tuyển tập như này, như từng tập nhỏ này, hoặc là cái bộ 9 tập như thế này, để mình giữ làm kỷ niệm. Cái bộ Kính Vạn Hoa này nói về ba người bạn chơi với nhau, có tên là Quý Ròm, Nhỏ Hạnh và Tiểu Long. Thì ba bạn này đã cùng nhau đi qua rất là nhiều các cuộc phiêu lưu, qua rất là nhiều câu chuyện bí ẩn có, và ngu ngốc cũng có, và vui vẻ cũng có rất là nhiều. Thì không hiểu sao ngày xưa cái bộ phim Kính Vạn Hoa này nó là một tượng đài về phim thiếu nhi trong lòng mình ấy. Mình không thể bỏ lỡ một tập nào của Kính Vạn Hoa được ấy. Và mình rất rất là yêu cái bộ sách này. Rất là cảm ơn bác Ánh vì đã viết ra được một bộ truyện mà nó hay, mà nó kinh điển, mà tuyệt vời như thế. Cảm ơn bác rất là nhiều. Đã làm nên tuổi thơ của cháu luôn ấy. Vậy thì đây là tất cả những cuốn sách mà mình đã đọc của bác Ánh, và mình cũng đã nói với mọi người rất là kỹ là nó được sản xuất ra năm nào. Mặc dù rất là xin lỗi vì có những cuốn sách mà mình không nhớ là nó nói về cái gì nữa. Thế nhưng mà hy vọng là mọi người cũng đã có một vài thông tin về cái cuốn sách đấy. Cái video này cũng đã rất là dài rồi, thế nên là rất là cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Thì hy vọng là mọi người đã thích cái video này của mình. Đừng quên là mình vẫn tiếp tục review sách ở trên Instagram Thì Lại Nhận Sách nha. Hy vọng là mọi người đã thích cái video này một lần nữa. Xin lỗi mọi người về chất lượng của audio trong video này nhá. Tạm biệt các bạn.